đã đến lúc báo lề trái thừa nhận thành quả của nhà nước trong việc bảo vệ Biển Đông. Đầu tháng 7/2019, Trung Quốc đã đưa một đội tàu khảo sát đến thăm dò các dầu mỏ tại vùng biển Bãi Tư Chính, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Từ ngày 12 tháng 7, giới chống đối đã tận dụng sự kiện này để tung tin giả, đòi thay đổi đường lối đối ngoại theo hướng thân Mỹ thoát Trung, đòi thay đổi thể chế chính trị và kích động biểu tình bạo động. Trong tuần đầu tiên của tháng 8, các bên liên quan đến xung đột trên Biển Đông đã có nhiều động thái ngoại giao và quân sự dồn dập, khiến sóng truyền thông dâng cao, tạo điều kiện để giới chống đối tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ trong nước và chuẩn bị kích động các cuộc biểu tình kế tiếp. Dù sóng truyền thông đã tạm lắng xuống vào ngày 7 tháng 8, khi đội tàu thăm dò của Trung Quốc rút khỏi Bãi Tư Chính, một số bài kích động biểu tình vẫn tiếp tục xuất hiện. Trước tiên, hãy cùng điểm qua trình tự của các sự kiện liên quan đến Bãi Tư Chính trong tuần qua để có một cái nhìn toàn cảnh về vụ việc. Ngày 1 tháng 8, giáo sư Thayer đã nhận được hai tài liệu về lượng tàu Trung Quốc đang xâm phạm Bãi Tư Chính. Tài liệu thứ nhất được cung cấp bởi một quan chức Việt Nam, nói lượng tàu Trung Quốc là 30 năm. Một tài liệu khác đến từ nguồn tin mà Thayer từ chối tiết lộ, nói lượng tàu Trung Quốc lên tới 80 vào lúc đỉnh điểm. Ngày 3 tháng 8, Thayer viết trên Twitter rằng Trung Quốc đã điều 35 tàu đến vùng biển Việt Nam, lúc đỉnh điểm số tàu lên tới 80. Thông tin này khiến dư luận phía chính thống Việt Nam dâng cao từ tối ngày 4 tháng 8 với những thông điệp tuyên truyền như chiến tranh sắp nổ ra, nước sắp mất vào tay Trung Quốc. Trong 2 ngày kế tiếp, các bên liên quan đến xung đột và an ninh hàng hải trên Biển Đông đã có nhiều động thái ngoại giao và quân sự dồn dập. Cụ thể, ngày 5 tháng 8, Trung Quốc tuyên bố sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật tại quần đảo Hoàng Sa vào ngày 6 và ngày 7 tháng 8. Về phía phương Tây, nhân chuyến thăm Việt Nam hôm 5 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Federica Mogherini đã phát biểu rằng EU quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực Biển Đông và rằng việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông sẽ đe dọa hòa bình trong khu vực. EU cũng công bố một thông báo chung về việc kết thúc đàm phán hiệp định về thiết lập khuôn khổ ngoại giao của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU, hiệp định FTA. Ngày 6 tháng 8, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã cập cảng nước đồng minh Philippines, là một bên có xung đột trên biển với Trung Quốc. Nhân sóng truyền thông mà tin tức của Thayer và tuyên bố tập trận của Trung Quốc tạo ra trưa ngày 6 tháng 8, khoảng 10 thành viên của nhóm No You Hà Nội đã biểu tình 20 phút trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc. Các biểu ngữ giấy và khẩu hiệu miệng của họ bao gồm 3 nội dung: đòi Trung Quốc rút khỏi vùng biển của Việt Nam, đòi chính phủ Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa PCA và quy kết chính phủ Việt Nam bán nước. Nhóm biểu tình cho biết họ không bị bắt giữ sau hoạt động này. Nhân đó, từ chiều tối và tối ngày 6 tháng 8, Hoàng Ngọc Giao và Ngô Anh Tuấn bắt đầu lên BBC kích động biểu tình, đồng thời kêu gọi nhà nước chủ động tổ chức biểu tình hoặc tạo hành lang pháp lý để người dân biểu tình. Ngày 7 tháng 8, Ryan Matheson viết trên Twitter rằng tàu thăm dò HD-08 đã rời khu vực Bãi Tư Chính với lý do đã thăm dò xong. Tin tức này xuất hiện trên mạng xã hội Việt Nam từ sáng ngày 8 tháng 8 và dần khiến những lời kêu gọi biểu tình hạ nhiệt. Trong giới nghiên cứu người Việt, Hoàng Việt và Đinh Kim Phúc cho rằng tàu HD-8 rút do sự phản đối mạnh mẽ của Việt Nam và áp lực của quốc tế, đặc biệt là Mỹ, do cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều không muốn có chiến tranh và do bão biển. Trong khi đó, Hà Hoàng Hợp cho rằng tàu HD-08 rút do đã tiến hành thăm dò xong. Cả ba chuyên gia đều cho rằng vì tàu HD-8 đang neo ở căn cứ của Trung Quốc trên bãi đá chữ thập, chưa xác định được tàu Trung Quốc có sớm trở lại quấy nhiễu trong khu vực Bãi Tư Chính hay không. Vì vậy, vụ Tư Chính được xem là chưa khép lại và dư luận phi chính thống vẫn liên tục theo dõi vụ việc để khai thác các diễn biến mới. Như vậy, các diễn biến trong tuần qua đã bác bỏ hai thông điệp tuyên truyền mà giới dân chủ theo đuổi từ đầu vụ Tư Chính đến nay. Trong khi họ tuyên truyền rằng Việt Nam không thể bảo vệ Biển Đông nếu không trở thành đồng minh quân sự của Mỹ, thực tế cho thấy Việt Nam đã tiến hành các bước vận động quốc tế một cách bền vững, bài bản và hiệu quả mà không cần phải phá bỏ thế đứng độc lập của mình. Trong khi họ tuyên truyền rằng chính phủ Việt Nam bắt bớ, đánh đập những người chống Trung Quốc, thực tế cho thấy công an không can thiệp vào cuộc biểu tình của họ, chừng nào họ không đi quá xa khỏi mục đích được nêu và không tạo nguy cơ phát sinh các cuộc bạo động như ở Bình Dương năm 2014 và Bình Thuận 2018.
quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đã được thừa nhận bởi các báo nước ngoài. Cách tuyên truyền của giới dân chủ trong vụ Tư Chính đang cho thấy họ thiếu tôn trọng sự thật, thiếu công bằng, chỉ muốn lợi dụng xung đột trên biển để trục lợi chính trị, bất chấp sự an toàn của người dân và còn thua xa chính phủ Việt Nam về tầm nhìn, năng lực chính trị.